Bây giờ là trưa rồi, sớm hơn là buổi sáng á, anh không có rảnh. Trời ơi, cái anh này, trời ơi, cái gì mà lúa dữ vậy? Em nói sớm hơn á, có nghĩa là cái thời gian em được gặp anh á, sẽ trước vợ anh. Ủa, chi vậy? Trời đất ơi, người ta nói tới như vậy rồi mà còn hỏi lại người ta nữa. Em, không ấy cho anh về nha, tại vợ anh đang chờ ở nhà đó nha em. Ý kìa anh, trời ơi, nước đem ra anh còn chưa uống được miếng nào nữa mà bỏ về vậy rồi. Với lại á, em với anh mới nói chuyện có mấy câu à, về sớm quá vậy. Nhưng mà vợ anh đang chờ ở nhà á. Vợ anh chờ thì chị cũng ngồi ở nhà chờ, chứ đâu phải là ngồi ngoài đường đâu mà anh lo. Hay là anh có thể diện một cái lý do như là xe hư, để bánh xe nên về trễ. Trời, không được đâu em. Nói xạo là không có nên đâu đó. Vậy không lẽ anh nói thiệt? Ha. Nói thiệt cũng không được. Nói thiệt chắc giờ anh giết anh chết luôn. Nói xạo anh cũng không dám nói. Nói thiệt anh cũng không dám nói. Vậy thì bây giờ anh cứ nghĩ coi, nếu như mà anh nói xạo, anh sẽ chết từ từ. Còn nếu như mà anh nói thiệt á, anh sẽ chết ngay lập tức. Anh chọn phương án nào? Trời, vợ anh mà nó biết cái chuyện này á, nó xạo hay nói thiệt gì nó cũng cạo đầu anh luôn á. Trời ơi, mấy anh á, khổ ghê vậy đó. Anh biết sao không? Thật ra là em biết tâm lý của tụi anh hết đó. Đôi khi á, mà mình muốn cho gia đình vui vẻ, hạnh phúc á, thì mình phải nói xạo. Thôi, nhưng mà thôi, em thấy anh ngồi đây mà hồn vía anh ở đâu á, em cũng không có muốn ép anh. Em, vậy em cho anh đi về nha. Anh hứa lần sau anh rảnh cái anh tới đây anh nói chuyện với em tiếp. Thiệt không? Anh nói thiệt. Nếu anh đã nói như vậy rồi thì em cũng không có giữ anh nữa. Vậy đi về nha em. Anh cảm ơn em. Sao rồi? Ở đâu vậy? Hàng xóm của anh mới trúng số. Đại gia miệt vườn. Nhưng mà bây giờ sao? Nó dễ nuốt không? Cũng thuộc dạng ngoan ngoãn, thương vợ thương con. Nhưng mà anh yên tâm, không có cái ca nào mà khó nuốt với em được. Đúng là người yêu của anh giỏi. Nhưng mà theo em nhắm thì chắc nó không quay lại đây lần hai. Sao mất khen giỏi rồi làm mất hứng vậy? Thế bây giờ người ta đã tới một lần thì người ta sẽ tới lần hai thôi. Anh lầm rồi. Tùy tính người. Tùy tính người thì em nói riết anh không hiểu gì chứ. Ai cái này nó chưa uống luôn hả? Chưa uống. Để nó uống liền mất công một tô. Cái gì đổ tùm lum hết vậy? Nỡ tốn. Ê. Sao dướng cái gì vậy? Ủa, để quên cái điện thoại nè. Mình vô mánh rồi. Anh đi bán một cái là mình đỡ quả liền nghe. Đi đi đâu? Cái gì vậy sao? Đưa đây. Đưa cái gì? Anh điên hả? Tôi đem trả lại cho người ta. Em mới điên á. Em mới điên á. Điện thoại giờ lấy bán nó đâu có biết đâu mà trả lại nó. Anh không hiểu gì hết trơn. Cái điện thoại này á, sẽ là vật cứu tinh của hai tụi mình. Vật cứu tinh? Ý của em là... Anh muốn ăn đúng không? Phải ăn cho đậm. Chứ ăn có cái điện thoại cỏn con này mang tiếng. Anh hiểu ý của em rồi.
muốn anh ra tay không? Để em tự lo.